giờ. Hãy buồn ngao buồn quá nghe của em đến về trước. Và không bao giờ anh làm tất cả vì em đi về trước. Thường hỏi tại sao em lại đối xử với anh như là thằng thầy. Mà cả trước mắt bỏ qua tất cả không ngại mọi người nó cười chi. Vì yêu em anh nguyện hy sinh để anh có thể làm tất cả. Không ngại vất vả anh chỉ mong em luôn có trên môi một nụ cười. Hy vọng cuối cùng của anh này cho chính em đã dần tan. Còn cả người viết khi giờ cảm xúc trang hoài cô giáo dần nước mắt. Cần muốn quà sinh nhật trên tay vui phải chạy qua để tặng em. Nhưng mà tất cả mọi sự hy vọng bên anh chẳng là để làm thêm. Nhớ lúc trước em mình anh sẽ nở yêu anh mà. Cứ sợ bây giờ hình ảnh trước mắt lại tồi tệ đến như vậy. Cơn ngày hạnh phúc bị giận bấy lâu sẽ luôn ở mãi bên anh. Hay như chiếc lá còn héo xơ khi đã không còn thêm xanh. Đến bây giờ anh buông xuôi như là một con rối. Mãi mãi sẽ không bao giờ có thể nở yêu. Em không còn cơ hội đâu. Quay bước giờ chia chi. Vì không yêu thì quay bước đi. Đừng đợi nơi đi chi. Vì tình ta không chung lối đi. Nhìn tháng năm ta cùng nhau ấm êm. Thế nhưng bây giờ vỡ tan bao kỷ niệm. Đời có những lúc khiến ta đau buồn. Là những khi giọt nước mắt khẽ rơi. Hạnh phúc đôi lúc chân phải gần nhau mỉm cười nhìn người đến đâu. Vì em không muốn làm cơn sóng kia vùi trốn đi. Chân đi bao.